Rồi, hello anh em đã đến kênh đồ cao trần tí nha quý anh em. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả quý anh em 18 cây cần tây anh em, tây tất cả đều là chất liệu carbon nha. Và một cây cần rút mini khoa máy anh em, cần máy rút mini. Và một số cây cần tây ở đây có rút tay lóng ngắn, tay lóng dài đầy đủ cho anh em luôn. Đó thì giá em bán cho anh em đây là phí cước là 30.000 toàn quốc nha anh em. Còn mua 2 cây 2 mã thì em free ship cho anh em. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền, ok cho anh em. Anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 889 nha anh em. Rồi, em giới thiệu anh em cây cần đầu tiên là cây cần rút mini cần máy nha. Đây. Đây là cây cần Shimano anh em ạ. Khoang bát hoàn thiện hết, tức là khoang bát Fuji nha anh em. Khoang bát Fuji là hãng Shimano, là cây này Shimano Holiday Spark nha anh em. Made in Korea, độ cứng 12m7 thôi. Đầu cứng 12m7 nha. Ngoại hình thì chung nó có xước sát tí anh em ạ. Khoan đây. Ngọn này. Ngọn là bằng sợi thủy tinh nha anh em. Ngọn sợi thủy tinh lóng 2 trở xuống mới là carbon nha. Ngọn là sợi tinh lóng 2 trở xuống là carbon anh em ạ. Nói chung là cây này dành cho anh em bỏ ba lô, bỏ cốp xe đi du lịch nha anh em. Bỏ ba lô, bỏ cốp xe đi du lịch. Đầu cứng 12m7. Cây này thu gọn của nó là 50 nha anh em. Cây này thu gọn 50 cm thôi. Cây này mã số 770 nha. Nặng 196 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 18,5. 770 giá 600 ngàn. 770 này bán cho anh em 600 ngàn anh em. 600k. Rồi. Rồi tới 771 nha mà. 771 này cây cần cần tây nha. Có nắp đây. Cây này thu gọn của cần là 52 53 cm anh em ơi. Dài 6m3 anh em, dài 6m3 16 lóng. Đó. Cây này mã số 771 nha. 771. Đây. Ngọn này. Chất liệu cần của nó carbon nha anh em. Ngoại hình đẹp. Cây này cứng nó tầm khoảng 3H anh em, 3H 3.5 nha. Cây này cứng tầm 3H 3.5, ngoại hình có chày dăm dăm thôi. Ngoại hình ba có chày dăm dăm nha anh em. Nói chung cây còn đẹp khoảng 80-85%. 80-85%. Cần nói chung còn khá là mới anh em. Dài 6m3 anh em, dài 6m3 thôi. Rồi, cây này mã cho anh em 771 nha. Nặng 266 gram, ngọn 0.7 ly, gốc 26. 771 giá 600 ngàn. 771 bán cho anh em 600 ngàn nha. Rồi, tới 772 đây. Một cây cần tây. Cây này hãng Worldwide nè. Cây này dài 5m4 nè. Thu gọn 64 cm nha anh em. 11 lóng, nặng 165 gram. Ngọn 0.6 ly, gốc 22. Đó. Cây này hàng China xuất Nhật anh em. Hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Hàng chính hãng chứ không phải là hàng không có tên tuổi anh em. Hàng chính hãng luôn á. Chính hãng của hàng hãng Worldwide anh em. Cây này độ cứng nó tương đương là 3H anh em à. Cây cứng tương đương 3H nha. Ngoại hình cây đẹp lắm. Mới tinh. Cây này mới lắm nha anh em. Rồi. Ngọn mềm. Rồi cái này mã cho anh em là cái này chữ trong đây nó có hai cái phao nha. Hai cái phao, một cái phao chứ, có một cái phao cho anh em. Mã 772 anh em, giá 450 thôi. Mã 772 bán cho anh em 450 nha. 450.000. Tới mã 773 nè, cây này hãng Waco nè. Waco nha. Cây này Hitfinder gì nè, dài 4m5 nè. 4m5. Ngọn 0.9 ly, gốc 11. Ngọn 0.9 ly, gốc 24 anh em, gốc 24, 11 lóng. Thu gọn 51 cm nha. Nặng 135 gram. Nặng 135 gram anh em. Đây. Cây này đẹp lắm, mới tinh. Đây nó có chày chút.
Nè. Cây này nguyên zin em, nguyên zin luôn, chưa hư, chưa gãy gì hết, chưa bị lỗi hết. Cây cứng tầm 4H anh em à. Cây này cứng tầm 4H nha. Ngoại hình đẹp lắm, mới. Mới tinh à. Cây còn đẹp khoảng 90 95%. Rồi cái này mã cho anh em 773 anh em. Giá cái này 480 nha, 773 giá 480. Rồi tới 774 nha. Bước qua đi con. Bước qua đại đi. 774 anh em à. Lấy ghế đó ngồi đi. Lấy ghế ngồi đi. Cái này dài 6m3 anh em, Made in Korea, chất liệu cần carbon nha. Chất liệu cần carbon. Đây. Cần nói chung khá đẹp anh em. Mới, cái này mới 6m3, cứng cái này tương đương 3H 3,5, 3H thôi. Cứng tương đương 3H thôi. Cây hình đẹp lắm, mới tinh. Đẹp lắm nha anh em. Cái này nói chung là anh em về chơi ok nè. Rồi cái này mã cho anh em 774 nha. Nặng 236 gram, ngọn 0.7 ly, góc 25. 774 thì giá 550 nha. 774 giá 550 nha. Tôi gọn cái này là 20, 40, 55 cent nha, 55 cent nha. Tới 775 đây. Cây này dài cũng 6m3 luôn em ơi. Chất liệu cần carbon nha. Dài 6m3, chất liệu cần carbon. Ngọn mềm anh em, ngọn mềm dẻo. Cây này cứng cũng tầm 3H thôi em ơi, 3H thôi. Mấy cây này ngọn cũng hơi dịu nha. Cứng 3H thôi. Mới tinh à. Mấy cây này anh em về việc chơi, trời lóng quá trời lóng. Nó 6m3 lóng nó hơi nhiều nha anh em. 6m3 lóng nó hơi nhiều. Rồi, cái này mã cho anh em 775 nha. Nặng 287 gram, ngọn 0.7 ly, góc 25,6. 775 giá cho anh em 500 ngàn. 775 giá anh em 500. Tới 776. Cây này cây cần rod vơ nè mà. Cây này dài 4 mét rưỡi nha. Dài 4 mét rưỡi thôi. Chất liệu cần nó là carbon. Cần đẹp. Độ cứng cái này tương đương là tầm 3H 3H rưỡi nè mà. Cứng này tương đương 3H 3H rưỡi thôi. Chất liệu cần là carbon nha. Cần tay. Cây đẹp lắm. Cây này mới. Trời ơi, nó mới kìa. Mấy cây này anh em về chơi thoải mái nè. Ở trong đây nó còn lắm nữa. Cây này cứng. Cây này có chung là cây này về đánh ngon anh em. Cây này câu cá rô, cá chê, cá chép. Ok nè. Hay bỏ ba lô. Bỏ ba lô đi câu du lịch anh em. Cây này mã số 776 nè. Nặng 187 gram, ngọn 1 ly mốt, góc 21,7. 776 này bán anh em 500 ngàn thôi. 776 giá 500 ngàn. Tới 777 thì cần tay lóng dài nè. Cần tay lóng dài thôi. Cây này dài của nó là 5m4. Hãng Olympic nha anh em. Hãng Olympic. Chất liệu cần nó là carbon. Cây này hình nói chung là cũng có chày xăm dăm á. Nhưng mà không đáng kể đâu. Còn khá là ok, đẹp. Ngọn này. Chất lượng cần ngon. Cây này cứng tương đương tầm khoảng 3H 3H rưỡi anh em à. Cứng tương đương 3H 3H rưỡi nha. Cây còn đẹp khoảng 80 85%. Cứng 3H 3H rưỡi. Rồi cây này mã cho anh em 777 nha. Nặng 185 gram, ngọn 0.8 ly, góc 17,5. 777 là giá 650. 777 là bán cho anh em 650 ngàn. Tới 778 này. 778 này, cây này dài 4 mét rưỡi anh em, chất liệu cần carbon. Mấy cây thu gọn thường khoảng mét mốt nè, mét mốt hết nha. 2 4 6. Mét lẻ 5 nè, thu gọn nó mét lẻ 5 nha. Mét lẻ 5 đến mét mốt nó có hai dao động đó rồi. Ngọn này. Chất liệu cần carbon.
Ngoại hình thì chung là cũng có hơi dâm dâm tí, chày á nè, chày một chút nha. Cây còn đẹp khoảng 80%. Cây này cứng tầm khoảng 3 h rưỡi nè, 3 h rưỡi. Cây cứng tầm 3 h rưỡi thôi. Cây đẹp khoảng 80%, có hơi ngoại hình có chày. Ngọn mềm dẻo nè. Rồi, cây này mã cho nên là 778 nha. Nặng 145 gram, ngọn 0.8 ly, gốc 14,2. 778 này giá 500 rưỡi. 778 giá 500 rưỡi nha. Tới 779 nè. Một cây cần tây nè, tây. Tây lóng dài, dài 3,6 nè. Made in Korea nha, hãng Marine. Ngọn to, cây này ngọn to nè mà, cây này cứng nha. Chất liệu cần nó carbon. Rút ra thì nó hiện cái phôi đen của cái ngọn nè. Không sao nha, trong nó dài thòn nha anh em. Chứ không phải nó lỗi đâu, nguyên bản của hãng á. Nó sơn nó bị thiếu nè, nó sơn cái ngọn nó bị thiếu. Cây này cứng nó tương đương tầm khoảng 4H nè. Cứng 4H nha, chất liệu cần carbon. Cây này cứng 4H, chất liệu cần carbon. Rồi cây này mã cho anh em 779 nha. Nặng 116 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 13,3. 779 này bán cho anh em 500 rưỡi nè. 779 cho 500 rưỡi, cây dài cứng 4H anh em, cây này cứng nha, ngọn to. Tới 780 nè, 780 cây này đỉnh luôn, cây này cứng nha. Dài 4 mét rưỡi, Made in Korea nè. Cây này hãng New Forest anh em à. New Forest nha. Cái nắp này nắp phải nắp zin đó, nhưng mà hàng nó về xong để em anh em dạy chơi nha. Đây, ngọn rất là to nè. Cây này đánh, đánh cứng ngon, đánh bạo lực được nha. Cây đẹp. Cây này cứng ở tầm khoảng 5H anh em. Cây này cứng tầm 5H nha, 5H. Cần nói chung đẹp lắm. Cây này còn đẹp khoảng 90%. Đẹp 90%. Rồi. Cây này mã cho anh em 780 nha. Nặng 217 gram, ngọn 1 ly 6, gốc 21. 780 giá 800 rưỡi. 780 bán cho anh em 850 ngàn nha. Tới 781 nè. Cây này dài của nó 4 mét rưỡi thôi. Đúng không? 4 mét rưỡi thôi. Đây, để thông số. Cây này hãng Suzumi nha em. Cây này không biết nó 4 mét rưỡi 4 mấy ta, để em coi cái bảng đấy. Để em tí nha anh em, đang coi bảng chuẩn nó bao nhiêu mét. Rồi đây. Cây này nó là 2 chấm. Cây này 16. 16 16 nhân 3. 16 nhân 3 4,8 em ơi. Cây này dài nó 4,8 nha, chừng chuẩn là 4,8 cho anh em nè. Cái số này số 16 nè. Đó, là dài 48 chuẩn anh em, chất liệu cần carbon. Ngọn mềm nè, ngọn dịu nha. Dài 4,8 m. Chất liệu cần nó là carbon em ạ. Ngoại hình nói chung còn khá là ổn, đẹp. Cứng tương đương 3 h rưỡi, 3 h 3 h rưỡi anh em. Cây cứng tương đương 3 h 3 h rưỡi thôi. Rồi. Rồi cái này mã cho anh em là 781 nha. Cây này nặng 137 gram, ngọn 0.8 ly, gốc của nó là 14,6 nha. 781 này bán cho anh em giá 580 nha. 580. Tới 782 này mà. 782 cây cần tây nè, dài 3,6 thôi. Chất liệu cần của nó carbon nha anh em, chất liệu cần carbon. Ngọn đây. Cây này ngọn mềm nha. Ở đây thì nó tụi Nhật tụi nó có quấn lớp chỉ trên đầu ngọn nè. Không biết nó có tác dụng gì nhưng mà nó quấn nè. Cây này cứng tầm 3H thôi. Chất liệu cần carbon nha, cứng 3H thôi em à. Cứng 3H thôi. Dài 3,6 m. Cây này giao cho anh em câu cá giết. Câu cá giết, cá giò, cá nâu ngon nha. Cây này mã số 782. Nặng 100 gram, ngọn 0.9 ly, gốc 13. 782 này bán cho anh em 500 rưỡi nha. 782 bán cho anh em 550 ngàn. Tới 783. Rồi tới 783 nha anh em. 783 này dài 6,3 m.
chất liệu cần nó carbon nha. Ồ ngọn to nè, cái này cứng nha, ngọn to cứng nè. Đó, ok chưa? Mấy cái này em về chơi ngon nè. Đẹp, cây này cứng tầm 5H nè, cây cứng tầm 5H nha. 6m3 mà ngọn to cứng 5H thì ok nè. Mấy cây này câu ngon nè. Cây này nó cần trần nha, không có nắp đít, không có nắp đầu với dây bao gì anh em. Cây này mã số 783 nè, nặng 346g, ngọn 1 đi rưỡi gốc 22. 783 giá 800 nha, 800.000, 783. Rồi tới 784. Ngồi ghế đây. 784 nha anh em. Cây này dài 4,5 m, dài 4,5 m, chất liệu cần nó carbon nha. Này. Chất liệu cần carbon. Cây này để em rút ra coi nó cứng bao nhiêu hát. Cần đẹp đó anh em, mới. Cây này cứng ở tầm khoảng 4H anh em ơi. Cây này cứng tầm 4H nha. Cần rút ra thẳng cần. Cái này rút ra thẳng cần anh em à. Rồi cái này mã cho anh em 784 nha. Nặng 124g, ngọn 1 ly gốc 15. 784 này bán cho anh em 550 thôi. 784 này bán cho anh em 550 nha anh em. Rồi tới 785 nè. 785 này cây full hợp nha, cây hãng SZM anh em à. Dài 16 tương đương với 4,2 m thôi. Rồi 4m8 nè, dài 16 4m8 là 5 lóng nè. Thu gọn 1m17 nha. Nặng 157g, ngọn 0.8 ly, gốc 22,9. Đó. Cây 785 anh em à. Nói chung cây này đẹp nha, cây này đẹp lắm á. Cây này thì nó có túi, có bao nè. Nhưng mà cây này nó không có nắp đầu anh em ơi. Không có nắp đầu nha, anh em lấy thì em sẽ tìm nắp đầu cao su em gắn vô cho anh em. Nắp đầu cao su em gắn vào nha. Quả hình cây đẹp. Chất liệu cần carbon. Ồ, cây này đẹp mới quá. Cây này cứng tầm 4H anh em ơi. Cây này cứng tầm 4H nha. Rút ra thẳng cần. Cây này rút ra thẳng cần anh em à. Rồi, cây này mã số 785 nha. 785 này bán cho anh em 850 thôi. 850.000. Rồi em để đây đi, tí nữa bỏ vô nha. Tí bỏ vô hộp cho anh em, hoàn thiện cho anh em. Rồi tới 786 nè. 786 này cây cần tay. Đó, cần tay gấp khúc anh em. Cây này cây câu câu cần hơi ra nha. Dài 5m4. Chất liệu cần carbon. Để em thao lấy từng lóng cho anh em xem từng lóng cho đẹp. Cái ngọn nằm trong đây luôn. Rồi ra rồi, ngọn ra rồi. Ui, nó dướng cái ngọn nè. Cái ngọn nằm trong đây à, đây cái ngọn này. Ngọn dướng cái này nè. Đó, anh em nó bị tuột cái cọng dây rồi anh em ơi. Tuột cái dây dây dù á, anh em lấy thì em sẽ gắn đầu dây lại cho anh em nha, gắn đầu dây hoàn thiện em gửi nha. Đó, ok chưa? Nói chung là nó bị dây dù đó nó bị tuột rồi. Lâu năm quá nó bị dạng như nó bị giòn cái keo á anh em, nó không còn keo nữa, nó tuột ra. Cần rất là đẹp anh em, mới. Mới tinh nè. Dài 5m4, độ cứng cái này tương đương là 2h rưỡi 3h. 2h rưỡi 3h anh em. Mã mà 786. Nặng 108g, ngọn 0.9 ly gấp 13,8. 786 này giá 850 luôn. 766 giá 850 anh em, 850.000. Rồi, cái 789. 789 này cây cần tay gấp khúc luôn em ơi. Có túi nè. Đây. Cây này dài của cần là không thể để nha. 66m3 anh em ơi. Cây này để chữ 21 nè. Thông số số 21 nè. Số 2 nè, 10 nè, số 1 nè. Cây này dài 6m3 nha anh em. Dài 6m3. Rồi hồi nãy em bấm nhầm nó tắt video anh em ơi. À, cái ngọn đây. Nói chung cần nó hoàn thiện hết nha, cần rất đẹp cho anh em. Đây. Rồi đây,
cần rất là đẹp cho anh em luôn, hoàn thiện hết. Dài của nó 6 mét 3 anh em à. Cây này nó 2 4 6 7 lóng nha. 7 lóng, chất liệu cần nó là carbon. Mấy cái đầu dây này nó bị hơi ngắn à. Nhưng mà đầu dây zin của nó để chơi nha anh em. Rồi, cây này mã cho anh em là 787 anh em, 787 nặng 150 g, ngọn 1.1, gốc của nó 15.8. 787 giá cho anh em 850 nha, 850. Và cái 788 nè. 788 nó có cái hộp luôn em. Nó có cái hộp hãng Daiwa nha. Cây này dài 5m4, gấp khúc, đẹp lắm. Nó bỏ hai cái lóng đây nè. Anh em thấy hai khẽ không? Bỏ vô hai cái lóng nha. Hai cái lóng gấp khúc bỏ vô. Cái hộp. Đây. Cây này dài 5m4 anh em à. Chất liệu cần nó carbon nha, hãng Daiwa. Mới, nắp đây. Rồi. Đây. Đây cho anh em xem. Cần này rất là đẹp, độ cứng tương đương 2h rưỡi thôi. 2h rưỡi 3h anh em. Cây cứng tương đương 2h rưỡi 3h thôi. Và hình rất đẹp luôn. Mới chát à. Ngọn nó 2 4 6 lóng nha. Cây này 6 lóng anh em à. Rồi cây này mã cho anh em 788 nha, 788. Nặng 145 g, ngọn 0.8 ly, gốc 12.5. 788 giá 1.1 triệu nha. 788 là bán cho anh em 1.100.000. Rồi, anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.